Hương Ly. Em chọn bài này ạ. Hai đứa trẻ. Và chị đẹp tiếp theo, chị đẹp Đoan Trang. Chị vào đây. Trời ơi. Hai đứa trẻ. Và xin mời chị đẹp Mỹ Linh. Mời Thu Phương. Ôi. Hãy chọn đội đi. Mình vẫn giữ một lời hẹn ước rằng là mình sẽ về. Đội bên này nhiều vô cổ thế nhở. Mời chị đẹp tiếp theo, chị đẹp Diệp Lam Anh. Em sẽ phải về bác Phương. Kia 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 tim. Kia tim kia có thành viên mới kìa. Thật không chị? Thật. Chúc mừng team hai đứa trẻ đã đủ thành viên. Và ngay bây giờ, duy nhất nhóm hai đứa trẻ chưa có nhóm trưởng. Theo format của chương trình, thành viên nào có số lượng bình chọn từ khán giả cao nhất sẽ trở thành nhóm trưởng. Và tôi xin được chúc mừng chị đẹp Hương Ly. Đấy. Đấy. Xuất sắc. Rồi. Cố lên. Tụi em hạnh phúc quá. Em cảm ơn tất cả các anh. Áp lực cũng có đấy. Nhưng mà áp lực thì cũng rất là hay. Mỗi người cần nỗ lực thêm một chút để có thể trưởng thành hơn. Mình phải bàn với nhau đi em ạ. Để xem là ai hợp quãng giọng như thế nào. Em nghĩ là như thế. Để làm nào cho bài hát nó hoàn hảo, xuất sắc nhất. Các chị lớn hát thì nhiều rồi. Bây giờ để thử thách với các em bé hơn ấy. Thì để cho các em chọn câu trước đi. Đúng rồi, chuyển đấy. Thế là vậy nè, Diệp Lam Anh á, là mấy công trước là ai cũng biết em là nhảy múa. Cho nên công này em sẽ phải ráng hát một cái đoạn solo, chị nghĩ như vậy. Đúng rồi. Thì đấy, em thể hiện cái phần hát của ca sĩ Diệp Lam Anh. Thấy không? Công này chuyển nhảy múa sang cho chị. Em đang định bảo này. Chính xác. Nhào lộn các thứ là phải các chị. Đúng đó. Rồi. Còn bây giờ đúng rồi. Còn bây giờ chị Diệp Lam Anh là ca sĩ mình đi nào. Mình không được làm những cái gì mà mình làm ở công trước chị nhá. Đúng rồi. Chính xác. Trước chị hát rồi thôi. Rồi. Vòng này chị nhào lộn cho em. Đúng rồi. Tự Diệp Lam Anh chủ động luôn là xin là mình sẽ được thể hiện cái phần vocal nhiều hơn. Mình sẽ cố gắng là làm sao để bản thân mình có thể thể hiện được tốt nhất trong cái phần hát của mình mà được các chị phân để có thể đứng một mình solo được một cái câu hát và nghe nguyên cả một cái bài hát thì nó sẽ không bị trông chênh quá nhiều so với những cái vocal khủng như là chị Mỹ Linh cũng như là chị Thu Phương. Tông gốc của nó tông gì? Son. Thế thì xuống một tông được rồi. Mình cũng son nặng. Phát nữa không chị? Ok không sao đâu, mấy cái bay bay để cho chị Mỹ Linh với lại Hương Ly. À đúng rồi. Đâu có, vừa bảo nhường cho Diệp Lam Anh đấy. Không, đấy là chỗ thấp thôi. Chỗ thấp, chỗ thấp. Cái tông giọng đẹp nhất dành cho Diệp Lam Anh là mấy cái đấy phần là A. Khoảng độ 2 câu đầu. Nhưng đấy. Mà bay bay là vẫn phải để chị Mỹ Linh với Hương Ly. Khi mà minh minh mang mang quả bom nguyên tử ấy là đưa chị. Thì em nghĩ là một trong hai câu đầu sẽ là chị Diệp Lam Anh. Vì là phù hợp với chất giọng của chị Diệp Lam Anh. Okay. Diệp Lam Anh hát thử câu đầu luôn đi. Thử luôn đi chị. Một đêm chợt mắt trong mơ màng, còi kia dội tiếng xa vang. Đèn khuya lóe sáng lên nhìn mờ, vòng trăng giờ thôi lững lờ. Tàu đi luôn ạ. Vâng ạ, tàu đi luôn ạ. Thử coi câu nào nó đẹp thử xem câu nào hay tàu đi hả? Ok. Hai. Em cứ hát thôi, đừng có 2-3 gì cả. Em cứ hát thôi, đừng có 2-3 gì cả. Mọi người thấy ạ, lần đầu tiên được hát ca sĩ chị. Cái lúc bọn chị nhảy ấy, thì bọn em cười đúng không? Vâng. Nhưng em cứ hát đi, mấy chị không hề cười. Không ai cười đấy em. Dạ. Bắt đầu. Bắt đầu đi.
Một đêm chợt mất trong mơ màng, còi kia rội tiếng xa vang. Dùn quá chết rồi. Trong giờ thôi lững lờ. Chị Thu Phương với cả chị Minh Linh chỉ cho Giới Lâm Anh rất nhiều luôn. Thì khi mà mình hát mình cảm thấy run lắm nhá. Chưa bao giờ mà mình nhảy hay là mình hát mà mình cảm thấy run như thế. Kiểu giống như là mình ngồi một bên là chị Phương, một bên là chị Linh ấy. Run mà mồ hôi nó toát hết cả ra người luôn ấy. Chúng ta sẽ đến với màn trình diễn tiếp theo của nhóm chị đẹp Hương Ly. Vâng. Ôi dễ thương. Một đêm chợp mắt trong mơ màng, còi kia rội tiếng xa vang. Đèn ghi lệ sáng lem nhem bờ, vầng trăng giờ trôi lững lờ. Tôi đi lặng lẽ không quay về, lòng ai nhiều nỗi u mê. Chờ mong dù chẳng ai mong chờ, có ta với ta ngẩn ngơ. Hôm gió hoang vang thiêu vu lang thang, vầng đưa xa vắng. Niềm duyên man ma, nhớ từng cơn nắng mưa, nhớ từng cơn nắng mưa, nhớ từng cơn nắng mưa. Trong ngóng con tàu ngày xưa, đem giấc mơ về miền quê, khói trong đêm đèn bừng sáng. Lời ca mẹ ru ơi, từng đêm hè dài sông trái, thằng em đợi cha con cưỡi ngựa ngựa phi một thời xa xưa. Chờ từng đêm nay con tàu mang sóng về, tàu giờ nơi xa về nơi khác lạ, thì còn nơi đó những chuyện ngày xưa. Ôi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dễ thương quá. Chỉ còn mỗi một tí mà tí này thôi. Thì Phương cho rằng đấy là một bài Phương rất là thích. Về tinh thần của bài hát, các động tác mình cảm thấy là mình rất là thoải mái. Mình phải cảm ơn các chị vì các chị đã trao cho mình một cái cơ hội để mình có thể gọi là trưởng thành hơn rất là nhiều. Hương Ly cảm thấy rất là hạnh phúc và tự hào khi mà có cơ hội được làm việc và được đứng chung sân khấu với tất cả các chị. Nên đi cảm giác mọi người cái nội lực rất là hay và cất lên giọng từng người rất hay, nhưng khi đặt vào chung thì chưa có nhiều thời gian tập luyện nên nó chưa có cái độ hòa quyện để giữ cảm xúc Dennis ở lại với mọi người. Thì Dennis nghĩ là mọi người phải tự tin lên. Dennis cảm giác là mọi người cần có thời gian và tự tin vào cái tiết mục này, vì đây chính là một trong những tiết mục mà Dennis mong muốn được xem trên công diễn đó, và mọi người phải cố gắng lên nha. Cho anh hỏi là cái tiết mục này mình có rap không? Bọn em cái gì cũng có. Đây là cái bài hát của Gen Z. Và một trong những cái signature của cái bài hát này nó là phần rap. Cái phần rap của Suboi nó làm cái phần trình diễn của cái ca khúc này nó trở nên thú vị. Thì cũng mong muốn rằng cái phần của mọi người đó có cái phần rap này. Bài Hai Đứa Trẻ này là cũng là rap, nhưng mà rap cái nọ và cái kia. À, rap cái nọ và cái kia, miễn là có rap được rồi chị. Nên là rap liên tục. Có lẽ là không ai có thể tập để hài được. Nó là cái bản tính, tính mình hay đùa từ lúc bé đã như thế rồi. Nhưng mà là vì chưa có bao giờ có được cái cơ hội để thể hiện, thế là lên sân khấu thì hát thì chưa thể dài diễn hài à. Thế nhưng mà ở đây thì mình cứ được thoải mái tự làm bản thân mình. Alala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Gia Quan Show và ứng dụng Alala. Thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.